bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu xử phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh thì ngài để tôi nằm nghỉ. Tới dòng nước yên lành, ngài hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi ngài lo bồi dưỡng. Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính vì uy danh ngài. Dù bước đi trong thung lũng tôi tứ thần, con không lo mắc nạn vì Chúa ở cùng con. Trên côn trường Chúa khiến con an lòng. Trước mặt con, Chúa dọn bàn tiệc đối diện những kẻ làm hại con. Trên đầu con, Chúa xưng dầu thơm, ly rượu con đầy dàn chan chưa. Phước lộc và lượng từ bi Chúa mãi theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa suốt chuỗi ngày dài triền miên. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của người sao? Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người, để như Đức Kitô nhờ vinh huyền của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải sống đời sống mới như vậy. Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với người. Chúng ta biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không còn chết nữa, sự chết không còn thống trị được người nữa. Đó là lời Chúa. Phúc thay ai đói khát sự công chính vì họ sẽ được no đủ.
Phúc thay ai biết thương xót vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị quách hại vì sự công chính vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con, và vì Thầy họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu xa. Hãy vui mừng hoan hỷ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu chúng ta còn nhớ thì bài tin mừng mà chúng ta vừa mới được nghe chính là bài tin mừng mà cha Phêrô, cha xứ Hòa Nam đã chọn để chia sẻ trong thánh lễ an táng cho bà cụ Anna cách đây hơn 3 tháng. Và hôm nay con xin chọn lại bài tin mừng này, bài tin mừng về 8 mối phúc thật, để chia sẻ với cộng đoàn trong bối cảnh của thánh lễ cầu hồi, cầu nguyện cho bà cụ Anna cũng là bà nội của con. Bầu khí và tâm trạng của thánh lễ an táng hôm đó thì đượm nước mắt và đầy nỗi buồn, bởi vì sự ra đi của người bà, người mẹ đã sống, đã gắn bó rất lâu với con cháu, 101 năm. Còn bầu khí của thánh lễ cầu hồi hôm nay thì đã khác rồi, và chúng ta đã quen dần với sự vắng bóng, vắng mặt của bà. Nhưng trong trái tim và ký ức, chúng ta luôn có bà. Vì thế hôm nay ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà. Trở lại với bài tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu công bố 8 mối phúc thật. Đó được coi như là bản hiến chương nước trời. Cũng giống như công dân Việt Nam phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam như thế nào, thì chúng ta, những công dân nước trời, những người đã được rửa tội, thì cũng phải sống theo hiến chương nước trời mà Chúa Giêsu công bố trong bài tin mừng hôm nay như vậy. Và cũng căn cứ vào đó mà chúng ta xem mình có phải là người có phúc thật hay không. Phúc mà con thấy được với bà cụ Anna có lẽ là hiền lành và khó ngại. Hiền lành vì chẳng thấy bà la lối to tiếng ai bao giờ cả, lúc nào cũng vui vẻ và vô tư. Khó nghèo vì khi gia đình có điều kiện cũng như hết điều kiện, khi ở nhà rộng cũng như ở nhà chật, khi đi lại đường cũng như khi phải nằm im một chỗ, bà đón nhận mọi sự một cách rất thanh thản và nhẹ nhàng. Vì thế chúng ta tin rằng bà cũng nằm trong số những người được hưởng phúc thật, là đối tượng của 8 mối phúc thật mà Chúa Giêsu công bố trong bài tin mừng. Tin rằng bà đã được đất hứa và nước trời làm gia nghiệp rồi, và hôm nay con cháu của bà xin dâng một thánh lễ để cầu nguyện cho bà vì yêu mến bà, và cũng là để xin bà cầu nguyện lại cho tất cả chúng ta. Xin cho tất cả chúng ta cũng biết chọn một trong các mối phúc thật mà Chúa Giêsu đã công bố để làm định hướng nền tảng cho cuộc đời của mình, để mai Thank you.
Xin cả
cảm ơn ban thường vụ các đoàn cũng đã cộng tác để thánh lễ này diễn ra thật xuất sắc. Con xin chân thành cảm ơn cộng đoàn đã hiệp ý với con nâng lời cầu nguyện cho bà cụ Anna và anh Nam Minh. Con xin chân thành cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Quay kỷ niệm. Lên màn hình hết. Cụ Tuấn là nổi bật đấy nhá. Quay à? Quay. Ngày tắm sàn sao mưa sao bôi. Xong rồi sốt chứ đừng vậy. Hôm nay thì ông hầu cái gì? Chính con cái không cần to. Cứ nhắc là đâu dám nhắc đến đâu, cứ nhắc đến ai hỏi thăm đến mình là hay đụng. Tính tới hôm nay. Tính đâu, tính vô đi. Cha bà con và anh toàn kính thưa cộng đoàn, hôm nay Chúa Kitô ban cho bà được sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần gửi ơn tâm biếng hồn con, ban số cho con hồng ân tràn chứa. Chúa con, Chúa là đấng trọn vẹn, Chúa trọn lành vô cùng.
chúng con tụ họp nhau nơi đây để cầu nguyện cho bà và cũng để gặp gỡ cha và tìm hiểu ý cha. Xin cha đói thương nhận lời chúng con khẩn nguyện cho tôi tới Chúa là bà Anna. Tu nói với ông, đường và sự thật, sự sống chính là ta. Ngay từ bây giờ các ngươi biết người và đã thấy người. Khi nếu rồi ta ở với các ngươi, thế mà khi nếu ngươi đã không biết ta. Con mau thương bên lòng Chúa, con tin rằng người tâm lòng chạy trông giữ gìn con trong cánh tay người, hồn con vui sớm. Bà Anna của chúng ta qua thời gian luyện mục và ban cho bà được sống chiêm ngưỡng ngàn người chúng tháng người. Cùng với những lời nguyện, những thánh lễ, chúng ta xin hòa hiệp dâng như phương thế đền tội cho linh hồn Anna. Chung Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa giúp chúng ta làm tất cả những gì bà Anna chưa làm được trong bổn phận đối với Chúa, đối với hội thánh và tha nhân, để bù đắp những thiếu sót của bà. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Theo hạnh và làm công đồ cho Chúa, vì đó là cách làm vui lòng bà. Hỡi cầu nguyện, lạy Thiên Chúa là cha chúng con, trong ngày đổ 100 ngày của bà Anna hôm nay, chúng con tạ ơn cha đã chứng tỏ tình thương và hoàn tất việc cứu độ của cha nơi bà. Đó là điều an ủi chúng con hơn cả và thôi thúc chúng con nhiệt tâm sống đền tình cha. Xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Con cảm ơn nơi Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời. Cây thánh giá vì con lại cho con được đạo thánh Đức Chúa trời cùng chiêm điều hơn nhiều phép. Quý ông bà, anh chị em, con xin được có đôi lời trước khi làm phép. Con cũng xin được cảm ơn cha sơ quý ông bà chị em đã cầu nguyện cho hoàn đổi của con. Giờ đây con xin được làm phép. Nên anh cha và con và thánh thần, thầy Chúa chúng cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con về đây để cầu nguyện cho bà cụ Anna. Giờ đây xin được chúc lành cho tất cả chúng con và cho những của anh này giai đoạn và Chúa ban nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Nên cha và con và thánh thần. Amen. Tự nhiên đi. Là ngồi chân con. Rồi.
Thank you.